công thức dinh dưỡng cho người lớn tuổi đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao sức khỏe tổng thể cho người lớn tuổi. Danh ca Ý Lan được biết đến là người con gái tài hoa và nổi tiếng nhất của đại danh ca Thái Thanh. Dù xuất hiện trên sân khấu ca nhạc khá muộn, nhưng bà vẫn sớm gặt hái được nhiều thành công và sở hữu cho mình một sự nghiệp riêng có, gây ảnh hưởng tới nhiều thế hệ đàn em sau này. Danh ca Ý Lan sở hữu một giọng hát lẫn lối hát đặc biệt theo một trường phái riêng. Bà được xem là cánh chim đầu đàn của trường phái Thái Thanh trong âm nhạc. Chính giọng hát độc đáo ấy đã khiến khán thính giả phải chú ý và tạo nên ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người nghe. Hãy cứ là tình nhân để mong mỏi đợi chờ, để chiều chuộc nâng niu và xa điều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau. Anh nhìn em là tim em rạng rỡ, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích làm vợ, cũng không thích anh làm chồng, chỉ muốn yêu muốn nhớ trong mơ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mãi Chúng ta cứ muốn là tình nhân mãi để được yêu, được thương. Như danh ca Ý Lan luôn luôn là người tình trong lòng của biết bao nhiêu khán giả. Rất rất nhiều người là muốn hỏi chị lắm rồi đây này. Và tức là bây giờ là chị phải đứng đây để trả lời tất cả những câu hỏi từ những người yêu chị. Đúng rồi, mà chị thế thì là tha hồ mà hỏi. Yêu tôi là muốn hỏi gì là tôi cũng chẳng sợ. Cảm ơn. Trước khi mà Ý Lan được đón tiếp những câu hỏi của quý vị thì xin cho Ý Lan đôi lời. Ý Lan đến với chương trình hôm nay, Ý Lan bắt là phải có Nguyễn Quang. Tại vì Nguyễn Quang là người em mà đã chung đường đi với Ý Lan kể từ những ngày đầu tiên Ý Lan trở về với quê hương. Không có một cái show nào của Ý Lan mà thiếu vắng Nguyễn Quang. Thì hôm nay tiếng đàn live, tiếng hát live với tất cả những yêu thương thật tình cũng là live ạ, đến với quý vị. Cảm ơn. Nguyễn Quang xin được nói một chút xíu thôi là ngày xưa Nguyễn Quang còn nhớ, Quang còn bé tí, có đi ba dẫn đi theo. Thì ngồi ở trong lòng ba đánh đàn á, thì ba thấy mình còn bé, ba mới dắt mình đi xuống cái quầy để lấy ly nước để uống. Thì đúng lúc đó thì đến cô Thái Thanh lên sân khấu chào khán giả, xong rồi cái cô Thái Thanh nói: quý vị đợi chút, nhạc để mời nhạc sĩ Nguyễn Chính lên piano rồi thì Thái Thanh sẽ hát. Thì đó là dạ lời của mẹ nói với lại khán giả. Thì ba lật đật chạy lên đánh. Và suốt một cái cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, khi mà làm ở phòng trà thì bao giờ có Thái Thanh là có Nguyễn Ánh Chính.
thì không biết cơ duyên như thế nào đưa đẩy, bây giờ là chị Ý Lan đi đâu để đưa đẩy Nguyễn Quang lại đi theo đánh đạt. Nó gọi là hai thế hệ. Dạ vâng. Và bây giờ nếu mà Nguyễn Quang vẫn còn giữ được sức khỏe lâu dài thì Nguyễn Quang lại được đánh cho cháu ngoại của Ý Lan nữa cơ. Tại vì đánh cho con gái Ý Lan hết rồi. Đấy nhá, em cố gắng nhá. Các con các cháu mình nó lớn lên chứ còn chúng mình nhất định không chịu già em ạ. Nhìn các anh chị như này ai dám nói là các anh chị già đâu, không hề ạ. Có em xin phép gọi cô là chị nha, tại vì ở ngoài á chị rất là trẻ. Chào anh Quang ạ. Em ơi, em muốn gọi chị em... hay là em muốn gọi em cũng được. Lại càng sướng hơn. Em là Chí Thiện và em đã từng tham gia một chương trình và em đã có cơ hội để có thể nghe nhạc của chị nhiều hơn thì em đã cùng với bé Bảo An hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Chị nhận ra em rồi. À dạ. Có một cô bé nữa. Dạ đúng rồi ạ, 8 tuổi. Rồi nhận rồi. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Đã già chị. Và ngày hôm nay khi mà em được xem trực tiếp như vậy á thì em thấy tất cả những cái mà điều mà em làm nó chưa bao giờ là đủ cả. Những cái mà luyến láy của chị, những cái mà trời ơi sao nó duyên những dáng cái thế vậy. Điệu hả? Dạ. Đại ra đi. Không em thấy, không em cảm thấy rất là đẹp và em ngồi ở đây giống như là ngồi một phòng trà và được nghe danh ca Ý Lan hát và đó là một điều rất là hạnh phúc đối với em và tất cả mọi người ở đây ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn. Dạ. Dạ em thưa chị, em là ca sĩ Long Nhật người Huế. Cả gia đình em là fan ruột của danh ca Thái Thanh. Em còn nhớ em đọc một cái tài liệu là đầu tiên chị không vào tròn con đường ca hát này và cũng sau cái đêm từ giả sân khấu của mẹ Thái Thanh chị rất nhạc chúc mừng mẹ thôi và sau một đêm là chị tọa sáng, chị trở thành danh ca trong một đêm thôi. Và cả mẹ em một người đàn bà Huế rất là xinh, mẹ em điều lắm. May mắn một điều là trước khi mẹ em mất á thì chị Lan đã kịp về Huế một lần và đêm hôm đó cả nhà đi xem. Và mẹ em về, mẹ em nói cái chuyện hát hay, xử lý tác phẩm tuyệt vời, điều đà, sang trọng, xinh đẹp thì không nói nữa. Mà mẹ em cứ nhắc đi nhắc lại hoài là chị Lan chỉ thay 3 bộ đồ, chị đổi 3 màu son khác nhau con nữa. À, chị kỹ lưỡng, chị chăm chút. Một lát nữa đây xong chương trình này, em sẽ điện thoại cho ba em ngay. Và em sẽ nói với ba rằng là nếu như mà còn mẹ, thì em sẽ nói với mẹ rằng là mẹ ơi, con đã kể cái câu chuyện mà mẹ cứ nói hoài chị Lan thay 3 cái màu son trong một đêm diễn ở đó. Yêu thương chị, em muốn ôm chị. Chị cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ những kỷ niệm của mẹ. Và hôm nay chị được nghe lại thì ước gì thật nếu mà còn có cô ở đây em hả? Chị hứa nhé, nếu mà có cô ở ngồi dưới kia thì ngay cả trong một bài hát 5 phút chị cũng xin phép để thay 3 màu son ạ. Em yêu chị. Chị yêu em, yêu mẹ. Dạ. Yêu ba. Dạ. Yêu người dân xứ Huế. Dạ. Trời ơi. Bữa nay em mới kể cho chị nghe một câu chuyện. Cái thời mà của tụi em á, cái sân khấu kịch Sài Gòn là chỉ có cái sân khấu 5B là nổi trội nhất á. Cả sân khấu tụi em, anh Thành Lộc, Hồng Đào là điên loạn với cái giọng hát của chị. Xong rồi tụi em dựng một cái vở gọi là cái gì mới đó, sân khấu cuộc đời. Dạ, sân khấu thì Hồng Đào đóng vai một cô ca sĩ. Thanh Thủy đóng vai Nico. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà vì cái bài ca khúc của chị, cái bài ngẫu nhiên của anh Trịnh Quốc Sơn. Honda lăn trên đồi. Đồi. Dạ. Đó. Honda rơi xuống cành mai. Đó. Ôi trời ơi, đó, 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 đó cái bài đó chị biết không? Thế ai hát? Chị là hát. Lấy nhạc lấy tiếng hát của chị hát cách đây 30 năm rồi. Em xin nhắc lời chị Vân là mặc dù chị không đâu lip sync giọng hát chị Ý Lan mà chị cũng tin là âm thanh một lần mà phát lên một cái thì cả một cái khán phòng của 5B vào bán tầng nó vỗ tay một cái râm đó, như thế này vỗ tay chị là vì bài hát của chị mà mới có cái vở kịch đó. Trời ơi chị có biết không, tức là vì cái bài đó nó quá hay quá dễ thương, thế là dựng một cái vở diễn sáng đèn không biết bao nhiêu đêm. Tại sao lúc ấy tụi em thích? Vì là chị hát nó giống như là kể tự sự, tâm sự. Và cái cô ca sĩ đó là cái cuộc đời của cổ thăng trầm đủ thứ hết á. Thì là hôm nay khi mà chị nói chuyện với mọi người như vậy thì em nói thôi đúng rồi. Tại vì chị quá duyên dáng. Em nói thật chị, nếu mà chị làm kịch sĩ á là chị phải nói là số 1. Số 1. Đó.
Thiệt luôn. Chị cảm ơn em. Em mới vừa cho chị một cái ý tưởng là chị cần phải qua đóng kịch. Đóng phim rồi. Em sẽ là phải là thầy chị. Đóng kịch hay lắm chị Lan ơi, nó huyền ảo lắm. Đó, tin chị hỏi anh dạ Quang á. Anh vậy? Quang em cũng kỷ niệm với ông này khủng khiếp luôn. Vậy hả em? Cái trong nhà ngoài phố là bố Chính gắn liền với cái chương trình đó. Rồi sau đó là có một thời gian là anh Quang thay bố Chính. Lúc đó là anh Quang không phải giống như bây giờ. Trẻ lắm nhưng mà tại sao lại cứ toàn mặc đồ màu tối tối. Dạ lắm. Cái sơ mi mà màu xám xám ở quần tây đen. Ốm nhom nhách, ốm cũng giống như bây giờ vậy đó. Ngồi thì xong bảo một thời gian anh em không gặp nhau thì bây giờ anh ngồi anh đờn á, anh giống bố Chính khủng khiếp luôn. Thực sự mà nói nhớ bố dễ sợ luôn á. Mình ngồi đây, mình đứng đây với nhau mà mình nói chuyện 30 năm về trước, có ai tin không? 30 năm về trước, lúc đó tôi mới có 30 tuổi. 30 năm về trước. Yeah. Như vậy là hơn 30 năm rồi. Phải đấy. Là 35 năm về trước em ạ. Yeah. Chắc đó. Ồ, có ai tin năm nay chỉ mới có 65 thôi. Có ai tin người phụ nữ này 65 tuổi không à cả nhà? Cho nên em mới nói là em phải đứng xa ra. Bởi vì em rất xấu hổ mà đứng cạnh chị Lan, phải đứng cạnh anh Quang thôi. Thảo nào chị thích à? Ngạc nhiên đang ở bên này thì lại bay tít sang bên kia. Rồi. Xin cảm ơn tất cả những lời yêu thương cho Y Lan. Thật sự ra như Y Lan nói từ lúc đầu, nếu không có tình yêu của khán giả thì chắc chắn Y Lan không còn ở đây với quý vị cho đến giờ phút này. Thật ra trong này chương trình của mình bảo là ký ức là phải vui vẻ. Thế nhưng mà Y Lan phải nhắc cái chuyện này, nó không được vui lắm, nhưng mà rồi chúng ta vượt qua khỏi cái điều không vui, chúng ta mới vui, phải không ạ? Dạ đúng Thành, rồi. Dạ. Thành ra là 20 năm về trước, Y Lan được bác sĩ phát hiện ra là mình bị ung thư. Mà cái thời 20 mấy năm về trước, cái thời đó của Y Lan thì xem như là cụt đường rồi. Thì cảm ơn tình yêu thương của quý vị mà Y Lan quên bẵng đi là mình là người bị bệnh nặng như vậy. Hàng tuần Y Lan vẫn chờ đợi để được hát thứ 6, hát thứ 7, hát chủ nhật, rất là cực. Vậy mà Y Lan về Y Lan lại khỏe hơn và vượt qua được căn bệnh của mình. Tức là chỉ có tình yêu mới cứu được con người. Dạ con chào cô, con là Hà Thu ạ. Hoa hậu đó cô, hoa hậu đó. Thực ra con cũng tham gia Nhanh Với Thiện, nhưng mà con hát liên khúc Quỳnh Hương với Ngẫu Nhiên. Mà cô mặc cái áo yếm ôm mà phải đóng giả là chị đấy. Con ôi, đóng giả ôi, cô dạ quá. Xong rồi nhưng mà con bị điểm rất là thấp. Tại vì ban giám khảo nói là cái này điệu không phải là điệu của cô Y Lan. Điệu này bị ố về quá. Bị lầm lố quá. Con không bao giờ con nghĩ là con được gặp cô, xem cô diễn ngoài hết á. Nhưng hôm nay con ngồi ở đây, con nghe cô hát thì con nói à đúng rồi, mình bị điểm thấp là đúng rồi. Không, nhưng mà con ơi, con phải lên đây cho cô nhìn tận mặt con. Wow. Gần là xem con giống cỡ nào. Giống lắm luôn. Ôi trời ơi, xinh quá. À, nhân với em mà nói con tới cuộc thi. Em xin quá. Chào chị. Dạ. Em là một fan hâm mộ của chị từ thời mà em còn học cấp 1. Và em được nghe ca khúc là Chiều Thơm Du Hồn Người Bên Bộng. Không tên số 8. Yeah. Và sau này em rất là yêu mến giọng hát của chị. Em cũng là một cái người rất thích văn nghệ. Và em... Em có cũng... giả chị chưa? Không. Em... Mà là em hát ca khúc mà... Chị nghĩ rằng là trong cuộc đời của chị có những cái giai đoạn chị cũng sưng sưng lên giống em như thế. Tức là khi mà chị có mang em bé thì chị nghĩ là em già chị chắc nó cũng giống. Khi yêu thì giống. Không, cái đợt đó là em không có giả, mà là em hát một cái ca khúc mà chị vừa trình bày, Hãy Cưới Làm Tình Nhân. Em hát rất là mượt mà, và cái cách nhả chữ em cũng bắt chước chị luôn. Hãy cứ là tình nhân à. Cái cứ rồi. Đó là đúng rồi đấy. Rồi, nhưng mà tới cái chỗ này em hát em không hiểu tại sao khán giả lại cười. Anh không thiết là vợ. Anh cũng không thiết em là chồng. Ở dưới cười một cái lần nữa. Rồi em có được trúng giải hay dạ, là em... Không, em rớt. Không hề biết tại sao mọi người lại cười. Và tới cái khúc cuối, hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh. Tại cao quá đó chị, em gió không tới. Dễ thương. Dạ. Thật sự ra nếu mà tôi là ngồi giám khảo ngày hôm đó, tôi không cho rớt đâu. Dạ. Một người thì xinh quá mà có giống tôi thật khi tôi còn trẻ. Còn một người cũng rất là xinh mà giống tôi khi tôi có bầu. Điều
này là quan trọng và rất là quý. Ai cho phép người ta đánh rớt hai người này? Chị Vân ơi, phải mời ngay chị Lan về sân khấu đi. Là em tắt đài luôn á chị Lan. Thật sự luôn á. Chị Lan nói giỏi. Cho em biết nhá, là MC nữa. Chị Lan mà MC là thôi nhá, coi như mọi người là cứ mê cuốn mê muội cuốn à. Theo á. Thiệt. Cảm ơn em. Chị Lan ơi, thì em xuống. Em xuống đây với chị. Em mời em mọi người, xong. Tất cả mọi người đó. Mời mời tất dạ, cả những ai được mà mời thích các chị là cô nào. Em mời chị. Em mời chị. Tí em sẽ nói chuyện với ba, anh diện ba bao liền bây giờ. Thưa chị, đây là một món quà kỷ niệm của Ký ức vui vẻ xin được gửi tặng chị. Một lời cảm ơn thật là chân thành chị đã đến với Ký ức vui vẻ hôm nay. Chị cảm ơn em rất nhiều trong một cái chương trình như thế này đã cho Ilan có cơ hội để chia sẻ những ký ức vui buồn đến với tất cả mọi người. Chỉ mong rằng là một ngày rất gần Ilan sẽ được ngồi trong mấy cái ghế ở dưới kia kìa. Đúng không? Chương trình quá vinh dự ạ.